lành tao lỗ cười phải tăng tới hình à tài cù lành à tao lỗ lành tao cháu đi từ xa đã nghe thấy tiếng hát sình ca của các bác hay quá. Không biết là làn điệu hát sình ca thì có gì khác với cách hát của các đồng bào dân tộc khác ạ? À, có chứ. Câu từ rồi nói đến thơ á thì nó là thơ thất ngôn. Đấy, bảy câu, bảy chữ hoặc ba câu bảy chữ. Nhâm tới chú lại ở gia tư thành. Tôi có thể cảm nhận được đó là tinh thần của những bài hát qua từng giai điệu, ca ngợi cuộc sống lao động của người dân ở đồng bào dân tộc Cao Lan. Và chắc chắn những điệu sình ca này là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc ở nơi đây. Sau đây bác sẽ mời các cháu đến nhà bác để thưởng thức món đặc sản của người Cao Lan. Cháu rất là tò mò ạ. Và ngay bây giờ bác cháu mình sẽ cùng đi chứ ạ? À? Rồi, đi xin mời. Dạ, đi thôi nhà. Bác Lâm ơi, hôm nay đến đây cháu rất là tò mò, không biết là ngày hôm nay thì bác sẽ chiêu đãi cháu món ăn nào của quê hương mình ạ? Hôm nay các bác sẽ chiêu đãi món ăn của quê hương bác là cái món xôi ngũ sắc. Thế mà muốn có món xôi ngũ sắc để ăn là chúng ta phải đi hái 4-5 loại lá ở trên rừng. Đây là cái loại lá đầu tiên là ông con mình đã tìm được. Thế thì ông con mình lại phải đi tiếp để tìm thêm một số loại lá nữa. Để thì mới được màu xôi đúng không? Đúng rồi, mới được cái màu xôi ngũ sắc. Dạ vâng ạ. Đây tìm được cái này rồi. À đây rồi, đúng rồi. Sơn rừng đây. Đúng rồi, đúng nói rồi. Bà ơi, cây sơn rừng này thì sẽ cho ra màu gì ạ? Cây sơn rừng này là nó xôi là xôi màu đỏ. Ngoài màu trắng tự nhiên thì màu xanh được làm từ lá nghệ, màu đỏ của lá sơn đỏ, màu vàng từ củ nghệ và màu tím từ lá sơn tím cẩm. Đây là một món ăn rất có ý nghĩa với người dân tộc Cao Lan. Đây, cái này là ta phải lấy về xong thì phải nhặt cái lá nó ra. Xong bắt đầu mới phải đưa lên để luộc. Đun nó sủi lâu lâu thì nó mới ra cái màu. Tôi và các bác ở đây đã tìm được đủ những loại lá và hãy cùng xem xôi ngũ sắc được làm ra như thế nào nhé. Bác Lâm ơi, từ những lá mà nãy bác cháu mình lên rừng tìm kiếm thì làm như thế nào để có thể cho ra được những bát nước màu đẹp như thế này ạ? Cái lá mà bác cháu mình vừa tìm kiếm về thì về nhà ta phải đưa vào rửa sạch vệ sinh, rồi là mỗi một loại lá là phải đưa vào một cái nồi đổ nước vào, xong người ta đun sôi lên, đun lâu một chút để nó ngấm ra cái màu của cái lá đấy, thì mới đem đi ngâm gạo thì mới sôi được, nó mới ra cái màu mà như mình muốn. Để có được món xôi ngũ sắc dẻo ngon, người phụ nữ Cao Lan thường dùng gạo nếp cái hoa vàng để thổi xôi. Để cho hạt xôi mềm dẻo, hạt gạo nở vừa đủ, đòi hỏi sự cẩn trọng, khéo léo của người thực hiện. Mỗi màu đem ngâm riêng với gạo nếp trong nước khoảng 6 đến 7 giờ đồng hồ, rồi vớt ra, đãi sạch nước ngâm, rồi cho vào chõ xôi. Công đoạn cuối cùng để có được món xôi ngũ sắc đó chính là mang gạo đi đổ chín. Và ngay bây giờ tôi sẽ giúp các bác một tay. Cháu sẽ giúp các bác đi xôi ạ. Giúp các bác nhé, đi xôi. Đi, thần. Quay áo lại. Có nhóm nhỏ không? Rồi. Mùi thơm hấp dẫn quá. Món xôi ngũ sắc thì đã chín rồi và ngay bây giờ thì tôi đang rất háo hức để thưởng thức thành quả của mình trong suốt buổi sáng ngày hôm nay. Đó. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá, ngon lắm này, mùi thơm quá không? Đó. Khi được tận mắt nhìn thấy món xôi này thì có lẽ bạn sẽ thấy nó xứng đáng được gọi với cái tên mỹ miều hơn, hoa rừng ngũ sắc. Mỗi màu theo quan niệm của người Cao Lan tượng trưng cho một yếu tố trong ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cháu mời tất cả các bác cùng thưởng thức ạ.
Những hạt gạo nếp mẩy tròn, đều hạt, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Cao Lan đã tạo nên món xôi ngũ sắc vô cùng độc đáo. Với màu sắc hấp dẫn, hương thơm của gạo nếp hòa quyện cùng hương vị đặc trưng riêng có của các loại lá cây, tạo cho xôi ngũ sắc có những nét độc đáo và riêng có. Điều đặc biệt hơn, đây không chỉ đơn thuần là món ăn, mà đã bao đời gắn bó mật thiết với văn hóa của những người con miền Sơn Cước, Quảng Yên.